Ok anh em ơi, dịch thế này thì anh em ở nhà làm gì? Nếu anh em có kim cương á, thì anh em với shop lbg.net thì hiện tại tất cả các dòng quay may mắn của mình đều giảm giá 80% tất cả các dòng quay. Giá với 18k, 19k anh em có thể nhận được lên đến 19.990 kim cương. Thì anh em nhanh tay đi mua thẻ và nạp vào ngay. Ok anh em ơi, thì bây giờ trong thời gian đợi Hiền vô vô game thì bây giờ tôi vô tôi quay súng xíu quài. Quay cây baguette nè, tôi là một người rất là thích bắn tỉa nên quý đúng không? Giờ là vô quay cây baguette này ơi. Tôi quay là chắc chắc bắt đầu là ra luôn á. Nè, xem một hỏi. Trời ơi, không ra kìa. Không bao giờ mà thường là lúc là X10 rồi sau X1 lại ra đây mà. Không, X1 sau đó ra X10 thì cái nữa chắc chắn ra luôn, bảo đảm ra luôn. Từ từ. Ra cái súng coi. Nè anh em tin cái này ra không? Anh em tin không? Anh em tin không? Nè, nhìn này. Nhìn nhá. Trời ơi, thì trong thời gian đợi Hiền vô vô game thì ngủ Hiền chơi game thì giờ tôi vô tôi quay súng xíu. Phát này không ra tôi đi bằng cái đầu luôn. À thế à. Phát này không qua tôi đi bằng cái đầu luôn này. Đấy. Trời ơi. Đẳng cấp. Úi dồi. Úi dồi. Thôi kìa. Hiền mới mời tôi xong đi mà Hiền mới mời tôi xong tôi từ chối luôn ông nội ơi. Rồi tôi xin nhiều nhóm lại cái. Alo. Đang mô. Người ta mời bà chơi game lại còn từ chối nữa. Hả? Đâu tại anh đang quay đồ cái bấm lộn anh biết gì đâu. Ai biết gì đâu. Vô đi, vô vào, đi. Vào, em có chuyện muốn nói nè. Gì? Nghe căng vậy? Đâu, có căng gì đâu, nói bình thường nè. Bình thường hả? Bình thường thôi. Bình thường không căng nha, không quạo nha, vui vẻ không quạo nha. Vui vẻ không quạo, mới đâu đó mà có gì thôi. Đúng. Sao? Sao nào? Trời ơi. Không có gì đâu, chỉ là có chuyện này muốn nói thôi. Nói gì trời, nay em bị làm sao ấy, ngày nào mình cũng nói chuyện nhau mà tự nhiên cái gì muốn nói. Cái gì thì em để em nói chuyện với anh luôn. Hợp lý. Trời ơi. Thích điện, tại vì điện nó kiểu gì á. Kiểu gì? Ở kìa, đi nhảy chung với anh hôm này. Hôm nay chuyện nó là chuyện khác. Em yêu anh, em biết mà. Ai nói chuyện yêu đương gì đâu. Tự nhiên cái chuyện là yêu đương gì. Thì nói chung là chuyện này nó cũng liên quan đến tình cảm. Thì đang muốn nói cái này. Ngoài em bị bắn chết ở trên không luôn nè. Láo mày phun vàng luôn. Láo này. Ây da. Láo này. Trời ơi. Sao em yêu. Ấy gì lộn sao chị. Ủa lộn sao em. Em thì mẹ em lớn tuổi hơn mà đòi em mới trả em. Em mới trả anh. Gì dạ? Em. Gì mà chị em đi trời. Bữa em nói em cho cơ hội mà. Cơ hội thì cơ hội nhưng mà hôm nay kiểu sau bao nhiêu hôm ai đủ rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi, cái thằng này nó chơi game mà nó bắn lén. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Sao em hiểu? Đù, có xu lên kép vậy, có xu luôn. Ghê. Găng. Chạy xuống cái nó có xu thì nhặt luôn ấy. Nhưng mà sao nè, em muốn nói gì với anh nè. Kiểu là... Thấy chưa? Chị muốn là mình... Hay là mình dừng lại đi nhá. Dừng lại đi nhá. What the hell? Gì? Kiểu không muốn tìm hiểu nữa. Gì dừng lại trời. Thôi nha, đầu năm đầu tháng không chơi cho anh nha. Ôi trời ơi. Không vui đâu nha. Cái này không có chôn đâu thật ấy. Đang nói thật luôn. Chôn mình trời. Đầu năm đầu tháng suy nghĩ rất nhiều mình nói này. Kiểu như là tìm hiểu thì cũng ok nhưng mà thấy tính mình nó kiểu không hợp nhau ấy nên là chị nói thì... Thôi kìa. Em còn chưa ra Hà Nội không gặp chị nữa mà nó không có giỡn nghe. Không vui không, đâu. Cái này nói giỡn gì đâu. Vừa gì đâu, nói thật mà. Thôi giỡn quà, không vui đâu nha. Thì ai giỡn đâu. Thì giọng mình có giống giỡn không? Hả? Nhưng mà
tự nhiên cái không hợp nhau trời. Thì đương nhiên rồi, thấy không hợp nhau thôi. Tự nhiên thấy em kiểu nhỏ hơn chị tận 3 tuổi. Thấy tiếng em nó kiểu gì không hợp cho lắm. Nhỏ hơn 3 tuổi gì đâu. Tình yêu cũng quan trọng tuổi tác đâu. Đâu có ai bảo là quan trọng tuổi tác đâu, nhưng mà kiểu... Nhưng mà mình đang tìm hiểu bình thường nha, mà tự nhiên cái... Dừng lại trời, chưa quen luôn ấy. Thì đang tìm hiểu mới dừng lại đây, chứ còn chưa quen. Đến lúc chuyện quen rồi thì nó khó hơn, nó là chuyện khác. Nhưng mà em cứ làm dâu mà trời ơi, tự nhiên cái mình đang tìm hiểu bình thường với nhau à, cái dừng lại. Tại vì thấy tính em nó kiểu không hợp với chị. Sao không hợp? Nói chuyện nó kiểu nó không hợp tính với chị thôi, nhưng mà thấy không hợp. Chứ bây giờ biết nói sao rồi. Nhưng mà thì chị cho em cơ hội đi, một thời gian nữa rồi em về gặp nhau rồi kiểu ấy, em bù đắp cho. Thì cũng kiểu cho cơ hội rồi thôi, chị cũng cho em cơ hội tìm hiểu các thứ. Em bảo là em ra Hà Nội gặp chị, nhưng mà lâu rồi em cũng đâu có ra đâu. Chứ đợi em bao giờ trời? Tại dịch mà, chứ không có dịch là em ra rồi. Ai biết được, em kiểu em kêu là gần Tết em ra, rồi sau lại kêu là ra Tết em ra. Bây giờ ra Tết rồi, người ta cũng sắp đi học đến nơi rồi, em đâu có ra đâu. Tại Hà Nội nó bùng dịch ấy, chứ thật ra là đáng lẽ là em ra rồi đấy, mà tại Hà Nội bùng dịch thôi, chứ phải không có ra đâu. Bây giờ Hà Nội cũng đỡ rồi mà, mấy cả kiểu đi có phải cách ly các thứ gì đâu. Khu chị cũng làm gì có dịch đâu. Dịch nó ở bên khác mà, chứ có dịch ở bên chị đâu. Không phải, ý là em sợ kiểu em ra ngoài cái em bị ấy, cái em về cái em bị cách ly luôn ấy. Ê, chị mới bảo là bây giờ nó không bị cách ly nữa rồi. Như kiểu Quý Mỹ Hân nè, Quý Mỹ Hân đi về quê xong chạy bữa ra Hà Nội rồi, mấy hôm nữa ra Hà Nội rồi có bị cách ly đâu. Vậy là chị muốn ra Hà Nội chị hả? Ai biết được, có ai đó bảo ra Hà Nội mình, nhưng mà đâu có ra đâu. Bảo gặp em ra mà, nhưng mà tại bây giờ hiện tại đang dịch ấy, cho nên là chưa ra được khô, chứ không phải là không ra. Ai biết đợi em đến bao giờ trời. Trời, tự nhiên cái hôm nay gọi tôi vô rồi nói chuyện gì kỳ cục vậy trời. Tiếng rồi dừng lại trời. Thôi thì tầm Thì cũng chỉ đợi được một thời gian thôi chứ. Chứ còn bây giờ kiểu đợi lâu ấy, chị cũng thấy nó không có hy vọng cho lắm. Mấy em không lên đâu, em cũng muốn gặp chị lắm chứ. Chứ tự nhiên cái người của mình lại mình không muốn gặp. Ai mà biết được em, nhưng em kiểu em nói cho có rồi thì sao? Em nói giờ có nói cho có được trời. Thì bây giờ chị cũng chưa gặp em, chị cũng chưa tiếp xúc với em nhiều, thì làm sao chị biết được tiếng em như nào, đúng không? Kiểu mình chỉ có nhắn tin hay là thi thoảng kiểu nói chuyện với nhau, mình cũng không thể nào mà biết được. Quá chuẩn luôn! Tự nhiên cái hôm nay bị làm sao ấy? Làm sao đâu, chẳng qua là kiểu ngồi ngẫm lại, suy nghĩ lại thấy nó cũng đúng. Đây là muốn thế thôi. Thôi toàn. Thật sự là em muốn ra em chứ. Thôi mà nói chung giờ nói gì chị cũng đâu có tên đâu. Nhìn vài bữa nữa em ra. Thôi vài bữa nữa là bao giờ, chứ còn nghe em nói cái này nhiều rồi ý. Nên là nó cũng lòng tin nó cũng có giới hạn thôi chứ. Do là dịch thôi, chứ không có dịch là em ra từ lâu rồi chứ. Không phải là để chị lại lâu gì đâu. Chứ còn bây giờ đỡ dịch rồi nè, có ra không? Phải đợi bớt thêm một thời gian nữa mới ra được. Chứ quý mởm với lại anh Thắng rồi cũng ngủ em ra Hà Nội suốt mà. Thì mọi người cũng rủ em ra đây, bây giờ chị cũng đợi em ấy. Nhưng mà mai em còn đâu có ra đâu, thế nó hơi nản rồi đấy. Hay giờ chị đợi thêm một khoảng thời gian nữa không? Chị nghĩ là khả năng là hơi ít ấy. Tại vì thấy chị cũng đợi em hơi lâu rồi, mà thời gian qua mình kiểu cũng không tin tưởng nhau, nên là chị cũng không có hy vọng gì nhiều. Sao lại không tin tưởng nhau? Chứ sao nữa à? Kiểu bao nhiêu chuyện em kiểu nghi ngờ rồi em không tin chị như thế thì
không hiểu là bây giờ mình cứ tiếp tục tìm hiểu thì nó sẽ đi về đâu. Cái đó là do em chưa biết mà, chứ chị gặp những chuyện đó chị cũng sốc mà. Thì sốc thì cũng sốc, nhưng mà kiểu chị giải thích rồi thì em cũng kiểu nên tin tưởng chị. Bây giờ bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, bao nhiêu thời gian để mới tin tưởng nhau, mình mới tin là người ta chôn thật các thứ. Nên là chị nghĩ em sẽ, sau này em sẽ kiểu, nếu mà mình đi xa hơn ấy, thì sau này em sẽ kiểu hay ghen tuông người, hay không tin tưởng chị như thế. Toàn sống, toàn thật rồi bố em mà. Nên là không mà, có hy vọng nhiều. Mà bây giờ em đó kiểu thay đổi tính của mình lại rồi, chứ không phải còn như trước đâu. Ai biết được, chẳng qua là dạo này mình bình thường chứ mình không có chuyện gì xảy ra thôi. Chứ còn em kêu là thay đổi tính, làm sao mà thay đổi nhanh được thế đúng không? Thì bây giờ không được thì từ từ cũng được mà. Kiểu cứ bị ghen nhiều thế rồi bị người ta nghi ngờ mình ấy, chị không thích kiểu như thế. Thì bây giờ thì em thay đổi một lần hết không được thì em hỏi từ từ. Chỉ cần chị cho em cơ hội thôi thì em hỏi từ từ cũng được mà. Thì chị cũng cho em cơ hội mấy lần rồi đó thôi. Rồi em kiểu từ đầu em cũng lừa chị về cái độ tuổi ấy, nên là chị hơi không có hy vọng nhiều vào cái chuyện này cho lắm. Còn mình ở xa nhau này nữa, một đứa thì là ở đầu, một đứa thì là ở cuối, nên là cũng chẳng biết như nào đâu. Thôi thì em đi chơi nhé, em cứ chơi game nhé. Chị out game, chị chỉ kiểu như là muốn nói như thế thôi, cho em biết thôi. Okay. Nên là chị nghĩ khả năng là chuyện này nó sẽ không có khả năng đi xa hơn nữa đâu. Nên là thôi, em chơi đi nha, chị out đây, bye bye. Ok, biết làm sao ấy. Chả biết sao luôn em ạ, tự nhiên cái bà gũ mình vô chơi game, cái bà đó bà muốn dừng lại mình luôn em ạ. Kiểu bất lực quá, không biết nói gì luôn anh em. Những cái đang bình thường với nhau à, nhưng nó tấp vọng. Giờ tôi cũng hướng hướng chơi game anh em ạ. Chả biết sao luôn anh em ạ. Chả hiểu sao luôn ấy. Mình đang bình thường với nhau rồi, tự nhiên cái đột nhiên cái bà vậy à. Thôi thì mình kết thúc kết ở đây nhé. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình.